Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Tập 203. Nhiều người thở dài trong lòng. Lúc này đạo nhất gần như không còn dáng người, xương cốt toàn thân đều bị Từ Nguyên đánh nát, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Cả người giống như túi vải rách bị chọc mấy cái lỗ, máu tươi từ trên người anh ta chảy ra khắp nơi, rất nhanh đã nhuộm đỏ mặt đất dưới cơ thể anh ta. Đây là kết quả của Từ Nguyên đã hạ thủ lưu tình, nếu không đạo nhất chỉ sợ không biết chết mấy lần rồi. Từ Nguyên đứng ở trên không trung, ông ta hơi thở dốc, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn. Ông ta vung tay một cái, một thứ bị ông ta ném ở trên người đạo nhất. Đó là một trái cây toàn thân tỏa ra ánh sáng bảy màu, lớn bằng nắm tay của em bé. Quả tiên tôn. Mọi người đỏ mắt một trận. Tuy rằng trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy nóng nảy, bọn họ hận không thể mạnh mẽ ăn viên quả tiên tôn kia xuống, nhưng cũng không ai dám ra tay. Từ Nguyên nhìn xuống đạo nhất chút, ánh mắt mang theo hờ hứng cùng khinh thường, lạnh lùng nói, dựa theo lời dặn dò của ngự trưởng lão, quả tiên tôn này cho cậu. Chuyện hôm nay cậu cứ việc tố cáo với ngự trưởng lão, xem tôi có sợ không. Ánh mắt ông ta đảo qua mọi người, nói thí luyện đến đây chấm dứt. Đạo nhất là số một, các người có ý kiến gì không? Nếu có, bây giờ đứng ra. Tôi bảo đảm các người sẽ không thể chịu đựng được một hơi thở. Phần lớn mọi người đều âm thầm lắc đầu, ai dám vào lúc này lại đi chọc giận Từ Nguyên chứ? Anh không sao chứ? Trong bầu không khí im lặng, một âm thanh rất đột ngột vang lên. Đường Tuấn đi tới trước mặt đạo nhất, anh chuẩn bị chữa thương cho anh ta. Nhưng đạo nhất lắc đầu. Lạnh lùng nói, không cần anh đến, tôi ghét bác sĩ. Anh ta nhìn vào quả tiên tôn rồi nói, tôi đã thắng. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Sau đó anh xoay người, từng bước dẫm lên hư không, đi về phía Từ Nguyên. Sắc mặt Từ Nguyên lạnh lùng, nói cậu có ý kiến sao? Mặc dù đang hỏi, nhưng ông ta hoàn toàn không có ý chờ Đường Tuấn trả lời. Thân hình vừa động. Trong nháy mắt ông ta đã xuất hiện bên cạnh Đường Tuấn, sau đó một chưởng vỗ xuống. Không gian vỡ vụn thành hỗn độn, một ngôi sao sâu thẳm đã tắt theo đó xuất hiện. Uy thế của một chưởng này chắc chắn là một chiêu mạnh nhất của Từ Nguyên cho tới bây giờ. Ông ta không hề cố kỵ gì nữa, muốn một chiêu giết chết Đường Tuấn. Đám người Chu Tước Thần Quân, Thủy Miểu Miểu đều thay đổi sắc mặt, bọn họ đều không rõ vì sao Đường Tuấn lại xuất đầu vào thời điểm này. Đường Tuấn chỉ điểm ra, không có bất kỳ dao động nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng, một chưởng của Từ Nguyên lại đột nhiên dừng lại, giống như bị người dừng lại hình ảnh trên không trung. Đây là... Sắc mặt Từ Nguyên thay đổi, ông ta không có cảm nhận được khí tức cấm chế hoặc thần thông, nhưng ông ta cảm giác được toàn thân đều không khống chế được, giống như không thuộc về mình. Căn nguyên thời gian chi lực. Từ Nguyên như bị sét đánh. Cuối cùng ông ta nhớ tới loại sức mạnh trong truyền thuyết. Nhưng ông ta càng thêm khiếp sợ, đó là sức mạnh thần bí ngay cả tôn giả cảnh đỉnh phong cũng không thể lĩnh ngộ, làm sao có thể xuất hiện trên người một tên nhóc ngay cả cảnh giới tôn giả cũng không phải. Bốp! Từ Nguyên ngây người, Đường Tuấn đã đi tới bên cạnh ông ta, tát một cái vào mặt ông ta, vô cùng thanh thúy. Ông, cũng không có bao nhiêu ghê gớm. Lời nói của Đường Tuấn càng làm cho Từ Nguyên khó chịu. Trong mắt ông ta gần như muốn phun ra lửa giận. Mọi người phía dưới càng giật mình, cảnh xuất hiện trước mắt này đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Căn nguyên thời gian chi lực. Chu Tước Thần Quân thở dài trong lòng, không nghĩ tới cậu ta lại nắm giữ loại sức mạnh này. Kiến thức ông ta rộng rãi, so với thần quân khác phải biết nhiều bí mật hơn. Đối với loại sức mạnh trong truyền thuyết này, vẫn là hiểu được một ít. Bốp bốp. Đường Tuấn không ngừng đánh Từ Nguyên. Tại thời điểm này, nhân vật dường như đã thay đổi cho nhau. Từ Nguyên từ kẻ bạo hành trước đó bây giờ lại biến thành người bị đánh. Đồ rác rưởi này, cho dù tôi không động cho cậu đánh, cậu lại có thể làm gì tôi? Từ Nguyên lạnh lùng nói. Phải không? Đường Tuấn nhíu mày. Anh đánh ra một quyền, đánh vào trong hư không? Hả? Trên mặt Từ Nguyên lộ ra vẻ thống khổ. Lông mày cao lại. Cậu đò rác rưởi này. Từ Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Một đòn vừa rồi của Đường Tuấn đánh trúng thế giới nhỏ của ông ta, hơn nữa còn là nơi ông ta từng bị thương.
Ông ta tự nhận mình rất bí ẩn, ngoại trừ chính ông ta ra, hầu như không ai biết. Nhưng hiện tại lại bị Đường Tuấn đánh trúng. Đường Tuấn cười nói, rất đau phải không? Từ Nguyên nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết cậu. Ông ta vừa nói xong, lại là một trận đau nhức truyền đến. Đường Tuấn không ngừng ra tay, hơn nữa mỗi một lần đều nhằm vào chỗ bị thương của ông ta. Sắc mặt Từ Nguyên càng ngày càng tái nhợt, khí tức trên người theo đó hỗn loạn, khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi. Một màn quỷ dị này làm cho mọi người ngớ ra. Lúc này Đạo Nhất đã tự mình chữa trị tốt một ít thương thế, anh ta nửa ngồi, trong ngực đặt quả tiên tôn. Anh ta nhìn cảnh trên không trung, lại nhìn quả tiên tôn, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Tôi thắng. Đạo Nhất nở một nụ cười tự giễu. Đây coi là thắng cái gì? Đủ rồi. Từ Nguyên bị Đường Tuấn đánh mấy trăm đòn, máu tươi không biết chảy bao nhiêu, khí tức càng uể oải. Cùng cái loại bộ dáng bá đạo kiêu ngạo lúc trước, lúc này ông ta hoàn toàn là một trời một đất. Nhưng mà, đúng lúc này một tiếng quát vang lên. Một đôi mắt xuất hiện trên bầu trời. Hai đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra, bắn vào không gian quanh người Từ Nguyên. Từ Nguyên nhất thời khôi phục năng lực hành động. Trong đảo đá, vẻ mặt của người phụ nữ và người đàn ông trung niên đều vô cùng phức tạp. Bọn họ không coi trọng vãn bối dĩ nhiên thật sự ngộ ra căn nguyên thời gian chi lực, so với bọn họ còn sớm hơn một bước. Thật sự là thiên phú đáng sợ. Cổ lão cười nói, thật sự là tên nhóc thú vị, lần này Từ Nguyên xem như là ngã xuống. Có điều tuy rằng cậu nắm giữ căn nguyên thời gian chi lực, nhưng còn chưa giết được Từ Nguyên. Nhiều nhất là bị thương nặng mà thôi. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên đều cười khổ một tiếng, bị một tên nhóc không phải cảnh giới tôn giả đánh đến bị thương nặng, Từ Nguyên sau này sợ là không ngẩng đầu lên được. Đúng lúc này, cổ lão thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, dám nhúng tay thí luyện, coi chúng tôi không tồn tại sao. Nói xong, cổ lão biến mất ở trong hiện trường. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên cũng cảm nhận được chuyện xảy ra trong không gian tòa tháp đen. Bọn họ liếc nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nói chúng ta cũng đi qua đi. Trong không gian thí luyện tòa tháp đen, đôi mắt kia sau khi giải cứu Từ Nguyên, hờ hững nhìn về phía Đường Tuấn, nói nơi thiên khí chết cũng không hàng. Nhìn thấy đôi mắt này, trong lòng Đường Tuấn không hiểu sao khẽ động, nói ngự tôn giả. Trong đôi mắt kia lộ ra một tia châm chọc, nói nhãn lực cũng không tệ. Từ Nguyên, ông làm tôi thất vọng rồi. Ánh mắt oán độc của Từ Nguyên nhìn chằm chằm Đường Tuấn, ông ta khom lưng với đôi mắt kia, cung kính nói, ngự trưởng lão, xin lỗi. Đôi mắt kia lại nhìn về phía Đạo Nhất, dùng một loại ngữ khí không thể nghi ngờ nói, cậu không hài lòng với sắp xếp của tôi sao? Dưới cái nhìn chăm chú của ánh mắt này, Đạo Nhất dĩ nhiên không trả lời được lời. Mặc dù chỉ là một đôi mắt do ngự tôn giả phóng ra từ trong không gian vô định, nhưng lại làm cho người ta có một loại uy thế không cách nào chống cự. Ngự tôn giả lần nữa nhìn về phía Đường Tuấn, nói cậu lại lĩnh ngộ ra căn nguyên thời gian chi lực, thật sự là thiên phú yêu nghiệt. Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội, hoặc là đầu hàng tôi, hoặc chết ở đây. Đường Tuấn lạnh lùng nói, tôi sẽ giết ông. Tất cả những gì ngự tôn giả làm với địa cầu, anh sẽ không bao giờ quên. Ồ, vậy thì cậu đi chết đi. Ngự tôn giả rất bình tĩnh nói. Hai chùm sáng màu vàng kim từ trong đôi mắt kia bắn về phía Đường Tuấn, Đường Tuấn muốn thi triển căn nguyên thời gian chi lực, nhưng giọng nói của ngự tôn giả lại tiếp tục vang lên, hai kế nhỏ kia của cậu, cũng không cần khoe khoang ở trước mặt tôi. Toàn thân Đường Tuấn cứng đờ, không thể nhúc nhích. Đây là thủ đoạn thời gian tĩnh lặng anh sử dụng với Từ Nguyên lúc trước, hiện tại ngự tôn giả lại dùng ở trên người anh. Ngự tôn giả, cũng sẽ sử dụng căn nguyên thời gian chi lực. Hơn nữa còn tinh thâm hơn so với Đường Tuấn. Mắt thấy hai vệt kim quang kia sắp bắn lên người Đường Tuấn. Lúc này, một tiếng quát vang lên, ngự tôn giả, ông đã vượt quá giới hạn rồi. Hai vệt kim quang kia nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng. Ba người cổ lão, người đàn ông và người phụ nữ trung niên lần lượt xuất hiện. Cổ lão trầm giọng nói, ngự tôn giả, ông muốn phá hỏng quy tắc thí luyện sao? Ngự tôn giả vẫn rất bình tĩnh như cũ, ông ta không có nhìn đôi nam nữ trung niên kia, mà là chăm chú nhìn cổ lão, nói cổ lão, giết một nhân vật nhỏ không đáng kể mà thôi, cho tôi mặt mũi, coi như tôi nợ ông một ân tình.
Đối với ba người giám thị viên, thực sự làm cho ông ta có chút kiêng kỵ, chỉ có cổ lão mà thôi. Cổ lão quát, cút, tuyệt đối không cho phép có người phá hư quy tắc thí luyện. Ngự tôn giả hơi giật mình, ông ta chợt lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, rồi nói, lần này tha cho cậu một mạng. Nói xong, đôi mắt cũng biến mất. Cổ lão. Từ Nguyên bay tới, cung kính gặp cổ lão. Cổ lão chào phúng nói, Từ Nguyên, ông thật sự là một con chó ngoan. Sắc mặt Từ Nguyên có chút khó coi, nhưng ông ta cũng không dám phản bác. Cổ lão nói, chờ tôi xử lý xong chuyện ở đây, lại tìm ông tính sổ. Lúc này ông ta mới nhìn về phía Đường Tuấn, nói, xem ra cậu chính là người đứng đầu thí luyện lần này. Quả tiên tôn lẽ ra phải thuộc về cậu. Đạo nhất vừa chuẩn bị đưa quả tiên tôn tới đây, Đường Tuấn lập tức nói, quả tiên tôn vẫn là cho đạo nhất chút đi. Mặc dù nói quả tiên tôn có thể làm cho người ta không có bất kỳ tác dụng phụ nào khi đột phá cảnh giới tôn giả, là bảo vật mà rất nhiều người tu hành tha thiết có được, nhưng Đường Tuấn tin tưởng mình đột phá cảnh giới tôn giả cũng không phải việc khó. Quả tiên tôn đối với anh mà nói có chút vô bổ, tha rằng như vậy, còn không bằng cho đạo nhất chữa vết thương nặng. Cổ lão trầm ngâm một lát, rồi nói, vậy được rồi. Quả tiên tôn vẫn là cho đạo nhất. Đạo nhất nhìn quả tiên tôn trong tay. Quả tiên tôn nở rộ bảy màu này vốn là vinh quang của anh ta, nhưng giờ phút này anh ta lại cảm thấy quả tiên tôn này biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay, đang giễu cợt tất cả hành vi của anh ta. Tôi không cần bố thí. Đạo nhất nói một câu, sau đó anh ta ném quả tiên tôn ra bên ngoài tòa tháp đen. Bên ngoài tháp đen, Triệu Huyền đưa tay về phía trước, giống như muốn bắt lấy tòa tháp đen, nhưng cái gì cũng không bắt được, làm cho anh ta chỉ có thể trợn tròn mắt. Triệu Huyền nhìn hoa tiên của đầy màu sắc trên tay, chân nhân Thái Huyền và những người khác cũng đang nhìn. Ừng ực, không biết là ai đã nuốt nước bọt. Vẻ mặt chân nhân Thái Huyền nghiêm trọng, nói với Triệu Huyền, anh bạn nhỏ họ Triệu, quả trên tay của cậu này từ trên trời rơi xuống, có thể mang theo những thứ gì đó không rõ ràng. Ông già tôi sẵn sàng mạo hiểm để kiểm tra nó giúp cậu. Triệu Huyền khẽ cau mày lo lắng nói, nghe nói chân nhân Thái Huyền phán đoán là vô song, hơn nữa rất đắt. Ông chỉ nhận một số bảo vật quý hiếm, nhưng tôi lại không có. Chân nhân Thái Huyền vội vàng xua tay, lộ ra nụ cười thân thiện nói, tôi và cậu như đã quen nhau từ cái nhìn đầu tiên, làm sao có thể dùng bảo vật để so đo được chứ? Tôi sẽ kiểm tra miễn phí cho cậu. Khi nói, ánh mắt của chân nhân Thái Huyền từ đầu đến cuối không hề rời khỏi tiên quả nhiều màu sắc này. Triệu Huyền nói, được rồi, khi nhặt được quả gì thì chắc chắn không nên ăn bừa bãi. Anh ta cầm lấy tiên quả nhiều màu sắc và từ từ đưa nó về phía chân nhân Thái Huyền. Trong hai mắt của ông ta lộ ra vẻ phấn kích, run rẩy đưa tay ra như muốn nhận lấy tiên quả đầy màu sắc. Nhưng ngay sau đó, Triệu Huyền lại nhanh như chớp đưa tay nuốt nó xuống một cách nhanh chóng, thậm chí còn không để lại hạt. Mùi vị cũng ngon. Triệu Huyền liếm môi, vỗ vỗ bụng. Hai tay cẩu chân nhân Thái Huyền đông cứng trong không trung, vẻ mặt chấn động. Hắn nói, cậu có biết đó là cái gì không? Tiên tôn quả. Triệu Huyền bĩu môi khinh bỉ nhìn về phía bọn họ, tôi cũng không ngốc. Chân nhân Thái Huyền và những người khác ngay lập tức hiểu rằng hóa ra Triệu Huyền đang giễu cợt mình. Trong lúc tức giận, bọn họ nhìn anh ta với vẻ mặt ghen tị, vận may của anh chàng này thật là tốt. Không lâu sau khi ăn tiên tôn quả, một luồng khí tức thần bí mạnh mẽ chậm rãi tràn ra từ trong cơ thể của Triệu Huyền. Khiến cho bọn người Thái Huyền cảm thấy trái tim mình như run lên. Điều này đã thuộc về uy thế của tôn giả. Ha ha, bảo tống tôn giả đã ổn rồi. Triệu Huyền chống hai tay lên hông rồi cười lớn, nghe thấy danh hiệu này, mọi người lại một lần nữa tát vào mặt mình. Bọn họ cảm thấy sự đau đớn trên khuôn mặt khi nghĩ đến những lời chế giễu mà trước đó mình đã làm với Triệu Huyền. Những chuyện vô lý như vậy đã xảy ra ngay trước mắt bọn họ. Có một số người có ý nghĩ linh hoạt đã cau mày và trầm tư, mình cũng nên đổi danh hiệu để đổi vận. Danh hiệu thần quân thẳng thắn này cũng không tệ. Không gian thí luyện trong tháp đen. Đạo nhất không biết rằng hành động vô tình của mình đã tạo ra một câu chuyện thần thoại khác. Anh ta đã bị thương tích đầy mình, đắm chìm trong đau đớn. Cổ lão và những người khác liếc nhìn đạo nhất trong lòng thầm thở dài. Cổ lão mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ vỗ vai đạo nhất. Lần thí luyện này kết thúc ở đây. Cổ lão khua khua tay,
sau đó mọi người đều biến mất trong không gian thí luyện, chỉ còn lại một mình Đường Tuấn. Để tôi đưa cậu đi quanh cung Hỗn Nguyên một chút. Cổ lão đột nhiên nói với Đường Tuấn, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, nói cổ lão, điều này không đúng với quy định. Trong nhận thức của bọn họ, thì cổ lão là người tuân thủ các quy định nhất. Sắc mặt cổ lão hơi sấm lại, ông ta nói, tôi tự có chủ trương của riêng mình. Các người quay về đi. Người đàn ông và người phụ nữ trung niên nhìn nhau, nói, vâng rồi sau đó rời đi. Cổ lão khua tay một cái, không gian thay đổi như sóng nước, nhân lúc này, ông ta hỏi, cậu cảm thấy cung Hỗn Nguyên là nơi như thế nào? Đường Tuấn suy tư một chút nói, chính là trung tâm của thế giới này. Đây là những gì anh có thể nghĩ ra, một hình dung tương đối phù hợp. Cổ lão không khỏi liếc nhìn Đường Tuấn nói, có thể nói như vậy. Đúng lúc này, không gian thay đổi kết thúc, hai người xuất hiện ở một khu rừng núi. Núi rừng rậm rạp xanh tươi, tiếng khỉ, tiếng hổ không ngừng vang lên bên tai. Xa xa núi rừng thấp thoáng hai đỉnh núi. Cả hai đỉnh núi này đều rất cao, sừng sững như những cột trụ ở phía cuối rừng. Đó là núi Tôn Giả và núi Thiên Quân. Lần này cậu đã vượt qua thí luyện và đã được thăng từ đệ tử nội môn lên thành trưởng lão, cậu có thể xây dựng động phủ của riêng mình trên núi Tôn Giả. Một số vị tôn giả ở kỷ nguyên của các cậu cũng đang tu hành trên núi Tôn Giả, đến lúc nào đó các người có thể sẽ gặp nhau. Lần này, cậu đã thắng trong thí luyện và phá vỡ âm mưu của bọn họ nên cậu phải chuẩn bị thật tốt khi đối mặt. Có điều cậu yên tâm, trong không gian này, các đệ tử cùng cấp chỉ có thể học hỏi lẫn nhau, không thể giết người, nếu không sẽ bị cung Hỗn Nguyên trừng phạt một cách nghiêm khắc. Cổ lão chỉ vào hai đỉnh núi, cười nói giải thích. Núi Tôn Giả và núi Thiên Quân. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, nói Tôn Giả sống trên núi Tôn Giả. Vậy có phải núi Thiên Quân đó là nơi Thiên Quân sống không? Cổ lão gật đầu nói, đúng vậy. Vừa rồi tôi đã nói đệ tử cùng cấp không thể tiến hành chém giết, nhưng nếu là các Thiên Quân trên núi Thiên Quân thì cho dù thật sự giết chết một hai Tôn Giả thì cũng không sao cả. Chỉ có điều hầu hết các Thiên Quân trên núi Thiên Quân đều đang khổ tu, thấu hiểu đạo, giác ngộ đại đạo nên sẽ hiếm khi ra tay. Kính chào thầy. Ba hoàng kim viên tiến đến trước mặt cổ lão và quỳ xuống một cách kính cẩn. Nhìn thấy Đường Tuấn ở bên cạnh cổ lão, ba hoàng kim viên lộ ra vẻ tức giận, rõ ràng là vẫn không thể bỏ qua cho những chuyện trước đây. Viên đại, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết lần trước đã xảy ra chuyện gì. Nếu không có Thiên Tinh Mãng ngăn chặn thì vẫn không biết cậu sẽ làm được những chuyện quá giới hại như thế nào. Cổ lão khiển trách viên đại vẻ mặt u ám nói, còn không mau xin lỗi Đường Tuấn. Viên đại suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị không giống như đang đùa của cổ lão thì nó liền cúi đầu xin lỗi Đường Tuấn. Cổ lão nói với Đường Tuấn, ba con vượn này tính khí bướng bỉnh nghịch ngợm, sau khi tôi thu nhận chúng, tuy chúng đã có chút thay đổi nhưng tinh thần tranh giành hơn thua trong lòng thì vẫn không thay đổi. Nếu sau này chúng còn dám tới gây phiền phức cho cậu thì cậu hãy giúp tôi dạy cho chúng một bài học. Đối với lời nói của cổ lão, trong lòng ba hoàng kim viên cảm thấy vô cùng khinh thường. Đặc biệt là viên đại lại càng không phục. Theo quan điểm của nó, lần trước nếu không phải Thiên Tinh Mãng tới thì nó đã đánh Đường Tuấn thảm tới mức răng rời đầy đất rồi. Mặc dù chúng ta chưa phải là tôn giả nhưng cũng đủ để đánh chết một tên nhân loại. Ba hoàng kim viên đã âm thầm dự tính trong lòng. Quên nói cho các cậu biết, Đường Tuấn đã vượt qua thí luyện lần này, trở thành trưởng lão của cung Hỗn Nguyên. Sau này có thể ra vào núi Tôn Giả. Còn nữa, Từ Nguyên cũng đã bị Đường Tuấn đánh cho một trận. Nếu các cậu muốn theo gót chân của anh ta thì cứ việc ra tay. Nhìn ba hoàng kim viên sao cổ lão lại không biết trong lòng chúng đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói vài câu. Bọn chúng đồng thời kinh ngạc sững sờ nhìn về phía Đường Tuấn. Chỉ có điều cổ lão đã không quan tâm đến chúng nữa và cùng với Đường Tuấn tiếp tục đi về phía trước. Đại ca! Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vẫn phải đánh thằng nhóc đó sao? Viên Tam run giọng hỏi. Viên đại đấm mạnh vào đầu Viên Tam, mạnh mẽ nói, còn đánh cái rắm. Thằng nhóc đó trở thành tôn giả là chuyện sớm muộn, ngỗ nhớ đến lúc đó anh ta gây khó dễ cho chúng ta thì vẫn có thể tìm đến thầy để kể khổ. Cổ lão đưa Đường Tuấn đi đến núi Tôn Giả. Ông ta nói, cậu có biết tại sao cung Hỗn Nguyên lại là trung tâm của thế giới này không? Đường Tuấn lắc đầu. Anh cũng chỉ đang đoán rằng cung Hỗn Nguyên là trung tâm của thế giới này mà thôi.
Về phần nguyên nhân cụ thể như thế nào thì anh thật sự không nghĩ ra. Cổ lão dừng chân lại và chậm rãi nói, bởi vì chỉ cần kiểm soát cung hỗn nguyên thì có thể kiểm soát thế giới này. Thế giới mà tôi đang nói đến chính là vũ trụ mà các cậu nói, bao gồm năm tinh hà lớn, chiến trường kỷ nguyên, hàng ngàn hàng vạn thế giới nhỏ, tất nhiên cũng bao gồm cả hành tinh quê hương của cậu là trái đất. Toàn thân Đường Tuấn khẽ run lên, trong mắt hiện lên vẻ không dám tin. Sao có thể như thế được? Cổ lão giải thích, cũng giống như các đạo khí, tiên khí trong linh chỉ cần khống chế được linh thì có thể tùy ý điều khiển chúng. Cậu có thể khiến cung hỗn nguyên trở thành linh của thế giới này. Đường Tuấn có thể hiểu những lời của ông ta, nhưng anh vẫn không thể lý giải nổi. Đạo khí, tiên khí đều là những thần binh hoặc vật phẩm có thể luyện chế ra, vậy chẳng lẽ thế giới này cũng là do người khác luyện chế ra sao? Thế giới nhỏ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đường Tuấn, anh nhớ tới thế giới nhỏ của Cổ Linh Vương. Lẽ nào thế giới này có phải là một thế giới nhỏ do một tu hành giả nào đó để lại không? Nhưng tu vi mạnh cỡ nào thì mới có thể làm được điều này? Cổ lão thở dài nói, sức người là vô cùng. Ông ta nói, những người ở lại giống như chúng tôi đã không có cơ hội kiểm soát cung hỗn nguyên rồi. Chỉ những người thông qua thí luyện để vào được giống như các cậu thì mới có cơ hội. Mà hiện tại người có triển vọng nhất để kiểm soát cung hỗn nguyên là Ngự Tôn giả. Đường Tuấn có chút hoảng hốt. Một khi Ngự Tôn giả nắm quyền kiểm soát cung hỗn nguyên, hơn ai hết anh hiểu rõ hậu quả sẽ như thế nào, đến lúc đó mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô ích. Phải làm thế nào mới có thể kiểm soát được cung hỗn nguyên? Đường Tuấn hỏi. Chỉ có một cách để ngăn cản Ngự Tôn giả, đó là anh phải giành quyền kiểm soát cung hỗn nguyên trước một bước. Cổ lão lắc đầu và cười khổ nói, cậu cho rằng tôi có thể biết được sao? Đường Tuấn không khỏi thất vọng rồi hỏi, tại sao nói Ngự Tôn giả là người có triển vọng nhất để khống chế cung hỗn nguyên? Lẽ nào tu vi của ông ta đã đạt đến mức cao như vậy rồi sao? Cổ lão nói, cũng không phải. Nếu đúng như vậy, còn có rất nhiều người có tu vi cao hơn Ngự Tôn giả. Sở dĩ nói như vậy là vì Ngự Tôn giả đã từng cộng hưởng với cung hỗn nguyên. Đây là điều mà không ai khác có thể làm được. Cộng hưởng, Đường Tuấn cau mày. Cổ lão nói, tôi chưa thử nên không thể giải thích chi tiết cho cậu được. Đợi sau khi trở thành một tôn giả cậu sẽ có cơ hội thử một lần. Ở dưới núi tôn giả, cổ lão đưa cho Đường Tuấn một lệnh bài trưởng lão và dặn dò, đây là lệnh bài để vào núi tôn giả. Trong không gian này, mặc dù các cậu đều tồn tại dưới dạng hóa thân thần niệm, nhưng cũng có nguy cơ tử vong nên cậu đừng bất cẩn. Đường Tuấn gật đầu đáp lại, cổ lão vốn định đưa anh vào trong núi tôn giả để thiết lập động phủ, nhưng lúc này, vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi, nói tôi có chuyện cần giải quyết. Cậu hãy tự mình tìm một nơi thích hợp để xây dựng một động phủ, chọn một nơi càng xa những tôn giả của kỷ nguyên các cậu thì càng tốt. Nói xong, cổ lão đã biến mất, Đường Tuấn không nghĩ nhiều về điều đó. Những gì xảy ra hôm nay có ảnh hưởng rất lớn đến anh. Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần thực lực của bản thân không ngừng tăng lên cho dù sau này Ngự Tôn giả ra tay thì cũng có thể ung dung tiếp nhận. Nhưng bây giờ anh mới biết, Ngự Tôn giả còn đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Nhất định phải khống chế cung hỗn nguyên trước ông ta. Lắc đầu, anh tạm thời đè những suy nghĩ lộn xộn trong lòng xuống rồi tiến lên một bước và bước vào trong núi tôn giả. Mặc dù rất cấp bách nhưng có thể nói là Đường Tuấn không có một chút suy nghĩ gì về việc làm thế nào để khống chế cung hỗn nguyên. Thay vì lãng phí mọi thứ vào những cảm xúc lo lắng thì tốt hơn là nên nhanh chóng đột phá cảnh giới tôn giả. Lúc này, trên núi Thiên Quân, cách núi tôn giả mấy chục ngàn cây em. Không gian dao động một hồi, cổ lão xuất hiện. Thầy! Ngay khi ông ta xuất hiện, một người đàn ông mặc đồ đen cũng xuất hiện, và cung kính hành lễ với cổ lão. Cổ lão khẽ gật đầu nói, đã xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông mặc đồ đen trầm giọng nói, vừa rồi, cung hỗn nguyên xảy ra chấn động. Ticon và một vài thiên quân đã phải phân thân đi kiểm tra nhưng vẫn chưa có kết quả nhưng có thể liên quan đến Ngự Tôn giả. Cổ lão nói với giọng nặng nề, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải bọn họ vẫn bị mắc kẹt trong mộ của thiên quân Hoàn Vũ sao? Vẻ mặt của người đàn ông mặc đồ đen nghiêm trọng nói, bọn họ đã tìm được cách rời đi, có lẽ một lát nữa đã ra ngoài rồi. Lần này Ngự Tôn giả có thể sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới thiên quân, cho dù không thể khống chế hoàn toàn cung hỗn nguyên thì ông ta vẫn có thể cộng hưởng sâu hơn với cung hỗn nguyên. Cho đến lúc đó,
còn ai có thể ngăn cản dã tâm của ông ta chứ? Sắc mặt cổ lão cũng rất nặng nề, trong giọng nói có chút nản lòng nói, đã tới mức này rồi sao? Người đàn ông mặc đồ đen nói, ngự tôn giả quả thật quá đáng sợ, vì ngày hôm nay mà ông ta đã suy tính hàng chục nghìn năm rồi. Đúng rồi, vừa rồi thầy đã đi đâu vậy? Con nghe có người nói, thầy ra mặt để ngăn chặn ngự tôn giả. Cổ lão gật đầu, ông ta vốn tưởng rằng sau này Đường Tuấn có thể có cơ hội tranh tài với ngự tôn giả cho nên mới coi trọng như vậy. Nhưng bây giờ có vẻ như Đường Tuấn đã xuất hiện quá muộn. Thầy! Thấy vẻ mặt tiếc nuối của cổ lão, người đàn ông mặc đồ đen vội vàng nói. Cổ lão xua tay và nói, không có gì đâu, chỉ là không thể nhìn bọn họ phá hoại quy tắc mà thôi. Ông ta có chút thất vọng, thậm chí không thèm nhắc tới Đường Tuấn. Người đàn ông mặc đồ đen biết tính tình của thầy mình nên không nói gì thêm. Đi thôi, ta cũng cùng con đi xem một chút, cổ lão thở dài. Ở căn cứ Thiên Thập, Trương Tĩnh Hòa xuất hiện trên chiến trường kỷ nguyên. Thần niệm của anh ta vừa từ không gian thí luyện trở về. Khi nghĩ đến những gì đã xảy ra trong không gian thí luyện, anh ta cảm thấy vô cùng không cam tâm, ánh mắt dần trở nên điên cuồng. Anh ta đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn nói, nếu tôi đã không thể thắng được anh vậy tôi sẽ khiến anh chìm trong hối hận vô hạn. Anh ta bay bên ngoài căn cứ Thiên Thập. Trương Tĩnh Hòa, anh đi đâu vậy? Tôi vừa nhận được tin tức là ngự tôn giả sắp trở về rồi. Ngay khi anh ta rời khỏi nơi ở, ngay lập tức có người gọi. Ngự tôn giả sắp trở về rồi. Trong lòng Trương Tĩnh Hòa phát run nói với người đó, tôi đi chuẩn bị một món quà lớn mừng ngự tôn giả xuất quan. Quà lớn gì vậy? Trái đất. Trương Tĩnh Hòa cười lạnh lùng rồi sau đó biến mất. Ở núi Tôn Giả, Đường Tuấn vẫn chưa biết rằng Trương Tĩnh Hòa đã đến trái đất. Theo quan điểm của anh, trái đất cũng là quê hương của Trương Tĩnh Hòa, cho dù anh ta có điên đến đâu cũng sẽ không tấn công trái đất. Hết tập 203.